Rất là nhiều người hỏi là tiền đang ở đâu, tiền đang ở khu vực nào, tại sao phải giải cứu bất động sản, tại sao không giải cứu người nghèo mà lại phải đi giải cứu người giàu là giải cứu bất động sản. Như Novaland cũng đang thất hứa với nhà đầu tư, rồi rất nhiều chủ đầu tư đang bị thất hứa, Vạn Thịnh Phát cũng bị bắt đúng không? Tân Hoàng Minh cũng dính vào trái phiếu, FLC cũng bị dính vào lao lý. Vậy thì tiền mặt ở đâu, tiền chúng ta đang ở đâu? Thì cái cuốn sách 101 bí kíp làm giàu của người Do Thái, người ta chỉ dẫn rất là rõ ràng và người ta chia ra các tài sản khác nhau. Đó là thứ nhất là tiền mặt, thứ hai là vàng, đúng không? Thứ ba là chứng khoán, thứ tư là bất động sản, thứ năm là luôn luôn là gửi tiết kiệm. Đấy gì? Trong cái cuốn sách này người ta dạy rất là nhiều cái tư duy để mà giữ tiền và làm tạo ra tiền. Và đồng thời cái cuốn sách của Donald Trump cũng vậy, là đầu tư về bất động sản, tỷ phú đô la thế giới và là tổng thống Mỹ viết ra cái cuốn sách về đầu tư bất động sản. Thực sự là trong cái cuốn sách này đưa ra rất là nhiều cái tư duy đầu tư để tạo ra nhiều các lớp tài sản khác nhau. Ví dụ như đầu tư dài hạn, quả ngắn quả dài, tức là dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Đấy thì trong cái cuốn sách này nó chỉ ra rất là nhiều cái tư duy. Đây là cái cuốn sách cũ, rất cũ của tôi, là tôi để rất đọc rất lâu rồi và đọc đi đọc lại mà rất là ngấm nhá. Quý anh chị nào mà đang cảm thấy là mình vẫn chưa giàu có và đang bị mất tiền, quan trọng nhất là đang bị mất tiền và chưa biết ngộ ra một cái điều và cần học tập, thì chúng ta hãy kích vào cái đường link để mua cái cuốn sách này nhá. Rất là hữu ích cho các bạn. Nhớ là kích vào cái đường link để mua nhá.